Chào buổi sáng nha, chào mọi người. Giờ mình đi cho mọi người coi ở phía sau á. Sàn tới sàn lui quá. Máy quay vòng vòng mòng mòng chóng mặt luôn phải không? Rồi, cái này mình cần đem theo. Nói chuyện lát hồi quên. Giờ mình sẽ cho coi nè ha, dễ thương lắm đó nha. Bây giờ có ai đang rảnh vô coi không nè? Mình sẽ trở qua nha. Giờ mình đếm nha. Một. Bây giờ coi coi nó còn thằng nào trên vàng móc nó xuống. Đó. Hai ba nè. Bốn năm nè. Sáu nè. Giờ đi đi móc bên kia hàng rào của nhà anh ta, nó chung vào bển à, nó trổ bên đó đâu rồi, mới thấy đâu mất rồi à. Mày mới mới thấy mày đây, mày trốn đâu rồi? Ủa qua ha ha, khổ quá. Đây nè, một cái dưới nè, mới phát hiện nè nha, lấy nó về không thôi lắc quên nè. Đó, một đứa móc về được hôm nay không được. Không được không được, cứ để nó đó đi. 6 7 rồi phải không? Em đếm là 1 nè. 2 nè. 4 nè, 6 nè, 7 nè. Trái dưới này là trái bên kia. Bên kia biên giới là 8. Mới thấy một thằng ở trên này mà. Nó chạy trốn ra mất rồi. Qua cái kẻ rào mới thấy. 8 rồi ha. Còn nữa. Tám đứa. À, mỗi hôm nay là mỗi lần mình hái được 8-9 trái luôn. Hôm nay cái mẹ trung kỳ, mẹ sinh. Cho coi mắt công sinh. Tôi trồng còn không đủ tôi ăn nữa. 8, 9 nha, 10. Để mình quay qua cái kẻ này coi nó đâu rồi. À, đây có một trái nhỏ này dễ thương không? Trái dài không? Kéo nó ra để nó đụng vô đó. Đó nè, thấy không? Rõ ràng mình thấy cái trái rõ ràng đó. Đúng không? Nằm bên kia hàng rào. Trái nãy dưới, trái nãy trên, 10 trái tất cả. Ồ, có trái chín bự dưới kìa. Trời ơi, hai trái kia chín mẹp luôn rồi. Đây. Đâu rồi? À, tôi đâu thấy, mới thấy đó, đâu mất rồi. Ngồi xuống đây mới thấy được. Ha, nè. Trời ơi, ở dưới đất rồi. Ăn uống lọc thực gì nữa trời. Nó nằm chín chằm mẹp lụm lụm hộp đang về, mau lên. Trời ơi. Nó qua nành tan hôm lát muốn nữa nữa. Mọc bên đây họ chửi chết mẹ luôn. Chắc coi còn trên này không. Lát bỏ thuốc kiếm. Cắt một vàng hổ qua nè, cắt vô để nấu làm nước mát uống. Người nóng nảy quá. Đây, trái mướp nè, ra nè, mà để coi coi nha, coi có đậu được không nha. Đó, một nè, hai nè, nhiều lắm á. Mỗi mắt lặng trái, mỗi mắt lặng trái luôn. Rồi mình quay đại khái vậy đi ha. Bông móng tay màu hồng, đẹp không? Sót đây để coi cái cây sứ coi, một thằng hai thằng kia còn sống không, đè đầu cỡ cổ. Ai da, bởi vì nó không chết mẹ nó rồi, đè đầu cỡ cổ. Trúc đào nè, này cây lài hôm nay rụng bông hết rồi.
Đó, trục đào này loại nhỏ, bên kia bông to. Hai cây mình cố tình mua hai cây khác nhau để lấy giống. Rồi, bây giờ mình lẹ lẹ để mình check coi nước coi có quốc có hoạt động không. 7 giờ 13 đang rinh nè. Đó, nè, mướp nữa nè. Mướp nữa nè. Đó. Mướp dài dài kia kìa. Đang ra nhiều lắm. À, mướp với rau đai chung là nấu canh chung một nồi, ở này trồng chung một thằng mướp trèo lên cây rau đai. Rau đai ra hộp nè. Nhiều lắm, mai mốt tự rụng xuống đó luôn. Đó, mướp đó. Đó, toàn ten nhũng nhẵn, ăn thì không cho ăn. Ghét không? Già chát cú đế ăn cứt gì nữa. Sâu nè. Rồi. Sâu xia bởi vậy đi ngang đụng nó ngứa. Đây, cây này là cây lá thơm. Bà Trung Kỳ bà mới cho nè. Đó. Bà cho cây mai để vô. Cho cây mai nè, mai Việt Nam nè. Để vô đất. Đây, bạn cho nè, được mấy cây. Phong lan phải tưới nước. Khế rụng bông hết rồi, buồn quá đi. Nó không đậu được. Bông quá trời luôn, đầy nhóc luôn mà nó rụng hết rồi. Buồn. Con gì đấy? Con gì à? Con gì ta? Thằng lằn gì kì vậy? Mắc bệnh hả? Đi không nổi hả? Một trái khô nữa kìa, cắt vô. Đó, ở bên ta. Bên mình không trổ, trổ bên ta không thấy đường đâu ăn. Trên vàng cá đóng là chuẩn bị cắt mướp mẹ nó đi. Lẹ vô. Dựng đứng mày lên coi mày có bị gãi không đây. Sáng mơ đi thăm vườn thăm rẫy. Cái bầu này đậm như giống bị thối rồi, điểm da rồi ta. Còn cái dây này nó giữ được không? Đây con cây xoài nè. Tốt không? Cây nhãn nè. Cây lậu nè. Đó, cây lậu trồng trong chậu có cây đậu răm nữa đó. Cây lậu nè. Đó. Ương xong rồi hỏi năn nỉ người ta xin mà người ta không chịu xin. Thôi, tao không chịu xin thôi. Hai trái nhỏ bên kia lớn chưa đâu mất rồi. Đậu rồng chị bạn mới cho nè mà nó yếu quá, nó bị tụi này đè quá nè. Ủa, cắt dây mồng tơi quên đem vô. Trời đất ơi, cắt dây mà quên đem vô ăn. Đây, ra được một trái bầu nữa. Hai trái bầu, vài bữa nữa có ăn ha, ăn mót được à. Ủa, chị Sơn mới mở cửa sao bán đóng lại trời. Bà già thiệt tình.
ít, chưa có nhiều. Vài bữa nó mới rộ lên, nó dài bông, lác đác chơi cho vui. Dài bông mà chưa có nở nhiều. Thôi giờ mình đi tưới nước nha, bye bye. Lựu nè, hôm nay đếm coi được bao nhiêu trái nữa nè, đếm từ từ, ngày nào cũng đếm. 2 nè, 3 nè, 6 nè, 7 nè, 9 nè, 10 nè, mấy trái kia đang ra nhỏ xíu nữa, 12. Nè nó, cái búp nó thấy thương không? Bóc cái thấy thương đẹp quá luôn á. À, nha đam này cũng cho vô chậu lớn rồi, nãy thúi ăn lan xuống á. Sứ này trồng chỗ nắng nóng quá chịu không nổi, ở chỗ mát rồi. Ok, đổ này xuống đây lát chầm, chầm nước mới vô. Cây này đúng là cây lẻ bạn đó, tại vì trồng ngoài nắng nhiều nên nó hai mặt tím, còn trồng mà trong mát là một mặt tím một mặt xanh. Mình có cây ở trong mát một mặt tím một mặt xanh, nó luôn mình đem vô đó mình trồng thì nó lại một mặt tím một mặt xanh. Để ngoài đây thì tại sao mà nó thối vậy ta, thối lá hết trơn này không biết nữa. Đó, đây là cây kim tiền, cây này là cây của mình. Còn thằng này nó bị thối rồi, xay nó ra nắng một chút, bữa rinh vô nhà ngựa bưng vô nhà chơi nó bị hư. Wow, gãi nhẹ, gãi nhánh này rồi, thằng nào gãi lụm ra ương thử coi được không. Nó bán cây này giờ lớn vậy là 10 đồng bạc rồi, thối cha nó rồi, tới trong ruột trong gan luôn, thối tới trong ruột trong gan. Đêm nhắc mày ra, đem ra sao tao ương cho mày lên không. Ở đây mày thúi cho nắng nó dội đất. Kim tiền đó, bữa nay công nhận nó lên yếu quá ha. Sao người ta trồng trong chậu người ta bỏ cái gì mà nó tốt quá trời, người ta trồng lâu năm. Mình trồng ông già ông dục từ cái thân cũ, thân cây ghim trong nước rồi xong rồi ông thấy ông đem ông dục, thế là mình đem về. Bây giờ nó hỏng cẳng bên hả, kệ nó đi, cho nó qua bên này. Thêm mấy cái lá này để ương coi, bị thối nha, ngựa bữa đem vô nhà nên nó mới thối nha. Đem vô nhà trời dục ra ngoài nắng. Đây, tưới cái đã. Để đang lát kiếm đất ương. Đùm đi theo. Đây, còn bầy chó đây. 1, 2, 3 con. Đâu mất hình con này, xe cán hả? Mỹ mà làm như Việt Nam nuôi chó thả vậy đó. Thấy một vàng dễ sợ không? Này là bên hông một bên, còn bên kia
cây này bưng lên trước để tưới nước nhiều quá nó muốn chết hôm bữa rồi. Kiếm chỗ ương mấy cái cây này. À, chậu này trống nè. Này không biết ương kiểu nào đấy, không biết nữa. Để nó vậy đi. Này chắc là cái mạnh nè. Chắc cái mạnh nè. Đây. Cây này trồng nhà bán cho mình mất gớm. Ở nhà trồng bán cho mình vậy. Rồi thôi mình tắt mạng để mình đi tưới nha, tại vì tưới lát nữa ướt điện thoại.